Anh em, tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà rút cái cầu chì của xe VF34. Đây có hai cái lẫy, anh em cậy vào hai cái lẫy nhấc ra. Đấy, thì đây nó có cái gắp này, anh em rút cái gắp này ra này. Rồi. Sau đó ở đây là có cái hàng cầu chì, thì nếu như mà lỗi như nào đấy thì anh em sẽ sử dụng cái gắp này để gắp. Rồi. Đây, gắp đây. Thì anh em sẽ cầm cái nắp hộp này, anh em gắp kẹp chặt, nhưng bỏ vào đây tránh bị rơi. Đấy. Đấy. Nhớ là màu nhé, và số lần lượt từ trên xuống, hai cái 15 trước và một cái 5, sau đó cái 15. Đấy. Lắp xong để vào đây để tránh rơi cầu chì, và chúng ta để đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cầu chì nó có bị đứt không. Cái này vẫn nguyên này, cái này vẫn nguyên này, cái này vẫn nguyên này, cầu chì này vẫn nguyên. Ok, để được khoảng mấy phút để cho nó xe nó reset lại. Đấy. Sau đó nó tháo đến cái cực âm, tháo cực âm, tháo cực âm ra khỏi cực như này, để cho xe nó khoảng 3 đến 5 phút nữa cho nó reset lại. Thì vào đó lúc lắp thì anh em cầm tay này, cầm tay cầm lắp này, lần lượt lắp từ trên xuống dưới, đúng số, đúng số này. Đấy. Đấy, đúng số như này. Lại đến cái nâu số 5. Đấy, lắp vào đây. Đấy, tiếp lắp vào đây. Đấy, ấn rồi, chặt tay ấn xuống, anh em lại đặt cái trả lại cho nó cái gắp vào đây, sau đó lắp vào, một cục chì vào rồi, sau đó anh em sẽ lắp lại cực âm, lắp lại cực âm, đây, đây. Lắp lại cực âm vào đây, đấy, sau đó sử dụng cái ly 10 để xoay nó vào, xoay nó vào, xoay chặt nó vào, sau đó là vào để lại máy. Đây là những cái lỗi mà chúng ta cần phải tháo cầu chì và cực âm, thì chúng ta sẽ thao tác như thế. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào.